Phạm Đặng Nhật Quỳnh, áo Uniqlo, em có màu y chang, mặc cặp nè Su. Phạm Đặng Nhật Quỳnh là con gái bánh bèo, mặc cặp tao xé cái áo này luôn. Tao điện thoại áo luôn. Không nhận một mấy cú lộn xuống cái gì. Không có cơ hội mặc tầm chung tôi đâu, liêu liêu. Không có cơ hội mặc áo cặp với tôi đâu. Tôi không bao giờ mặc áo cặp với bánh bèo, ok. Tôi, ê tụi mày lấy cái áo đó đốt đi bay. Đốt đi mẹ, lẹ lên, nó lẹ lên. Chứ để mặc cặp với nó đó. Đốt đi mẹ đi. Nhìn em ngon không mày Nít Phan? Hỏi thiệt, trả lời thiệt nha. Cái này hỏi thiệt, không giỡn luôn á. Nhìn em ngon không nè. Come on baby, come on, come on. Yeah. Anh thấy em sao Rifa? Em bị phân rồi gánh. Okay. Anh Rifa giống bị tai biến ấy mẹ. Trời ơi trời. Bán cho anh một hũ cứt heo đi. Anh Rifa, anh hết cái đi ăn rồi. Lũ tai heo. Con kia nó ăn chim heo là anh thấy đã cực rồi. Anh đặt là đặt, anh chơi lớn lắm, đặt cước heo. Cước heo em không bán bằng hũ, em vô bịch. Nha, em vô bịch nha. Nha, giống bị bệnh quá Su. Tôi ghê không? Anh Su không có vú à? Có. Anh Su tôi lạnh. Con này còn men biến thái, anh Su không có vú à? Tập tạ đâu vậy Su? Dạ. Tập tạ ở Thor Gym. Thor Gym. BBT á. Nhìn em như ly đá chanh vậy đó. Ủa sao như ly đá chanh vậy anh? Phải. Áo nằm kìa miếng cam không đó. Thế còn không có điện đâu đó. Nãy bà làm gì như cút qua dừa vậy? Chú có làm gì đâu Linh Anh. Ủa Linh Anh vô à? Ly nước chanh. Có bọc nước mía thè lè. Anh có thấy bọc nước mía em chưa mà anh nói. Em mặc đậm vậy mà anh nói nước mía nước ơ gì nè. Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất, ý ơ ý ơ. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn, ý ơ. Nhưng mà còn mực không? Ít lòng nhớ mà dưới người ba thì cái nào không mấy. Ba quên quên kêu anh rít ờ, tại vì ảnh đang anh rít, ảnh đang muốn cua tôi mà tôi không có chịu má ơi. Tôi không có chịu mà ảnh cứ vậy hoài thôi. Tôi cố ra cố tình làm xấu cho anh sợ. Mà anh chưa sợ, anh còn mê tôi lắm. Sao mà nách vậy? Xin lỗi mọi người. Má tỉnh ngủ luôn. Ê nóng quá bay. Dạ. Có bán thịt cọp không em? Anh Rít Phan ơi, em sợ con cọp. Em không có dám bắt cọp. Cho nên là em không có bắt được con cọp. Cho nên em không có làm thịt được con cọp. Cũng không có khô cọp nha. Chừng nào mà Rít Phan cho em chỉ em cách bắt cọp á thì em sẽ cố gắng em bắt con cọp nha. Rồi em bắt con cọp xong rồi thì sẽ có thịt cọp nha anh Rít Phan nha. Cho em bắt cọp nha anh nha. Ok anh ha. 60.000 má quá 20. Má 20 ra mua cát đá xi măng á ăn má. 60.000 để túi chi. Sao em bán hàng giờ này vậy em? Cho dông ăn hả? Dạ không anh ơi, em bán hàng giờ này á. Giờ này anh biết mấy giờ? Gần 2 giờ khuya. Đó là giờ của những bạn đập đá. Giờ này là mấy bạn mới lên đồ. Thì trong thời gian các bạn lên đồ, các bạn đang hưng phấn với cuộc sống, các bạn sẽ đặt hàng của em. Và ngày mai em gọi, alo. À tao không nhớ hết á. Rồi, các bạn bơm hàng em. Em ám thị tư tưởng của em là các bạn đặt hàng. Em lấy cái niềm vui sống đó đó, là mỗi ngày để em có chuyện em chửi. Đó. Tại vì thường người ta chơi mà xì ke ma tí này nọ là người ta chơi tầm là khoảng 11 giờ, người ta chơi tới khoảng 12 giờ bắt đầu nhập cuộc, 1 giờ lên đồ, từ 1 giờ tới 2 giờ là thời gian cao trào đó anh. Cho nên là thời gian đó là bắt đầu người ta sẽ hưng phấn cuộc đời, người ta coi livestream, người ta thấy một cái hình tượng một con người rất là đẹp như em, người ta sẽ vào người ta đặt, ngày mai người ta bơm cũng được, em chỉ thích vậy thôi. Em buôn bán gì đam mê mà. Đam mê thôi. Vì ham mê giàu sang kiểu bán đi hạnh phúc đời mình. Vì em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Dạ đó là em chơi BD mọi người. Nha, em chơi BD nha.
có bán mực xé nước sông Cửu Long, mày về mày ngâm nước sông Cửu Long á, mày múc ở dưới sông Tiền sông Hậu lên á, mày ngâm miếng mực này cho nó nở ra nha. Có mực nước cam không xu về tự ngâm. Ý anh nói anh viết hả? Mấy đứa Tâm Nguyễn ơi, đừng có nói anh viết chơi đồ khùng. Anh viết chỉ chơi BD thôi, không có chơi gì hết, không nói bậy bạ nha. Không nói anh riết vậy nha. Anh chơi BD nhưng mà mọi người ơi, giữ bí mật, giữ bí mật. Đây là câu chuyện mà Susu với anh riết biết cho thôi. Anh riết chơi BD với Susu hồi năm 15 tuổi đó, chơi một lần. Rồi sau đó thì anh không chơi nữa. Anh mới quyết định là chơi những cái bộ môn khác, đó là chơi game. Tại vì hồi xưa chơi Susu, chơi ở lộn bài bản, hồi chưa chơi BD với Susu cũng giống như chơi game vậy đó, bỏ thẻ vô mới chơi. Hồi đó chơi điện tử thẻ đó, bỏ cái thẻ vô chơi. Susu cũng là giống như cái máy game là mà chơi BD, nhét cái thẻ vô Susu lại bắt đầu chơi. Chơi hiệp 15 phút đó, anh chơi nhiều lắm, anh ghiền lắm. Sau này là Susu bận công việc cái bán hàng nữa, không thời gian chơi BD với ảnh, nên là anh chơi game. Anh chơi game thì sau này mới lấy vợ, sau này vẫn còn chơi BD. Nhưng mà mọi người đừng có la, cái chuyện là chuyện bí mà không ai biết hết. Nếu mà la ra thì ra đổ bể tùm lum bể chân. Bán giờ này mà không thấy cúng kiến gì hết, cầu cho em bị nhập. Rít ơi, em sợ ma lắm nha anh. Đúng rồi. Em nói với anh, em rất sợ ma. Đúng rồi. Em xỉ vô trong cái chấn thủy của anh à. Ủa lộn, cái thầy Thái Dương của anh à. Rít ơi à. Em rất sợ ma. Đừng comment như vậy nha. Ác vừa thôi. Bán cho một hũ mực nước biển. Anh ơi, anh vừa uống, anh vừa ăn hũ mực của em mà vừa truyền nước biển vẫn được mà Trí. Đâu sao nha. Bán em cục sạc. Sắp đi mày đập mẹ cái điện thoại đi. Ở nhà thì mày ghim vô mày sạc. Bây giờ mày đang ngoài đường hay gì mày mua cục sạc chứ phòng. Ở nhà mày ghim mày sạc đi. Điện thoại chai pin ở nhà tao vừa sạc vừa coi nhiều khi ngủ quên để đó nó nổ banh sát. Hiểu không? Giờ này mà mua cục sạc dự phòng. Xu dễ thương quá, tặng em cái đầm tụi bay bớt khen đi con Phạm Ngân. Bớt khen là xin đồ đi cưng à. Xưa rồi. Hồi xưa Xu đâm anh riết à. Trời ơi, comment gì bậy bạ vậy? Chơi BD là chơi chị em chơi nhảy dây đâu đó. Chứ chơi cái gì mọi người nó bậy bạ quá. Bán thẻ chơi game đi shop. Dạ mình chơi game gì à? Nguyễn Lê Hoài Tân. Hay mình chơi game BD à? BD à? Game 3D hay là mấy D à? Kẹo mát xa lồn gì? Cái gì vậy Rít Phan? Kẹo mát Malo comment kẹo mát xa lô. Bảy tầm hả? Trời ơi, gặp tôi bị liễu, thấy comment là tôi đọc. Trời ơi trời, tôi kẹo mát xa lồn. Trời ơi, kẹo mát Malo. Mát Malo. Quý vị ơi, đừng có bắt chước anh Rít comment. Kẹo mát mát xa lô ấy nha, xu nha. Hạt điều 70. Kẹo massalo hả? Kẹo gì kẹo quá? Trời ơi, kẹo marshmallow, kẹo tiếng nước ngoài. Kẹo này kẹo ngoại nhập. Anh không biết gì chưa? Con gái mà cái họng như cái bao cát vậy sao? Cái họng em bự lắm mà. Đọc lại comment nè. Con gái mà cái họng em có gì đâu mà bự anh. Cái họng em nói chuyện bình thường mà anh biết. Cái họng em như cái bao cát mới thồn được của anh nha. Nha, tại của anh nẹp tới mấy cái hũ vô lận. Nghe anh Chris. Ôi, của em Chris nói thiệt cái gì luôn, cỡ cọng khoai này nè. Trời ơi, bữa hổm. Hồi lúc 15 tuổi tôi tưởng đâu tôi xỉa răng không nổi. Ui,